Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị các bạn. Có một bạn cũng đã hỏi với kênh Tiếng Hát Số 8 là trên thị trường mình thì hiện tại có rất là nhiều loại xi măng. Vậy thì theo Tiếng Hát Số 8, theo anh Vũ là mình nên xài loại xi măng nào là tốt nhất? Ví dụ như đổ bê tông thì mình xài loại xi măng nào? Mình tô tường thì mình xài loại xi măng nào? Mong anh Vũ giải đáp Thì chúng ta đã biết là thị trường chúng ta là rất nhiều cái thương hiệu xi măng đó, rất là nhiều loại, ví dụ như là xi măng Hà Tiên nè, xi măng Hồ Xin nè, bây giờ nó đổi thành Inxi á, rồi xi măng Nghi Sơn, rồi xi măng Tây Đô vân vân, rất là nhiều loại. Thì tất cả những cái xi măng mà sản xuất trên thị trường mà có tên tuổi, có thương hiệu thì các bạn cứ yên tâm là đó là một cái ngành công nghiệp nặng, thành ra nhà nước quản lý cái quy trình ngay từ nhà máy và cái tiêu chuẩn rất là cao, thành ra là khi mà những cái xi măng nó có tên tuổi ra xuất ra thị trường thì cái chất lượng thì cái xi măng nào nó cũng đảm bảo hết. Nhưng mà tại sao mà chúng ta lại trụ thương hiệu này trụ thương hiệu nọ, thì các bạn nên nhớ rằng là tùy địa phương, và địa phương nào mà nó trụ cái đó thì do là cái xi măng đó nó có cái thị phần xi măng đó là nó dành cho cái địa phương đó, nó ưu đãi cái giá nó tốt, chứ chẳng có phải là cái xi măng này nó tốt nhất mà xi măng kia nó không tốt, các bạn nên nhớ như vậy đó. Ví dụ như ở Sài Gòn thì chúng ta thường chuộng lại cái thương hiệu xi măng, ví dụ như là xi măng Hà Tiên hoặc là xi măng Hồ Xin đó. Nhưng mà khi các bạn về miền Tây như những tỉnh như là ở Cần Thơ, Sóc Trăng, vân vân cái thứ, thì các bạn thấy rõ ràng là người dân ở dưới thì họ lại chuộng cái thương hiệu là xi măng Tây Đô đó. Vì sao? Vì ở dưới muốn mua Hà Tiên cũng không có, mà nếu có chúng ta phải vận chuyển rất là xa và chi phí vận chuyển rất là nhiều đó. Và khi chúng ta ra những cái vùng ở phía Bắc, những cái tỉnh phía ngoài đi, thì chúng ta thấy là họ xài cái xi măng như Nghi Sơn rất là nhiều, thành ra là chúng ta cũng không nên đánh giá là xi măng nào tốt hay là nào xấu hết. Tất cả cái xi măng nào có thương hiệu và nhà nước đã công nhận thì tất cả cái xi măng đó là nó đều có một cái chất lượng nhất định hết rồi, và là kiểm định rất là chặt chẽ ngay từ trong nhà máy rồi đó. Còn cái vấn đề mà chúng ta chọn xi măng để chúng ta xây tô như thế nào, rồi chúng ta chọn xi măng để chúng ta đổ bê tông như thế nào, thì khi đó thì chúng ta sẽ dựa trên cái PCB in trên cái bao xi măng đó. Đối với những cái cấu kiện mà bê tông chúng ta cần xi măng thì chúng ta phải xài những cái xi măng mà nó có cái trên cái thương hiệu của vỏ bao nó đề là PCB 40 đó, thì đó mới đảm bảo được cái chất lượng bê tông của chúng ta, mới đủ cái mác mà chúng ta thiết kế đó. Còn ví dụ như xây tô thì cái hồ vữa chúng ta chỉ cần mác có 75 thôi, thì chúng ta xài cái xi măng là PCB 30 là nó đã ổn rồi đó. Chứ mà chúng ta xài luôn cái PCB 40 cho hồ vữa xây tô thì nó đâm ra nó phí phạm cái vấn đề giá thành đó, giá thành chúng ta sẽ cao. À ra là như vậy. Vậy thì anh hồi nãy anh có nói là khi mà mình đổ bê tông á thì mình nên chọn cái loại xi măng mà trên bao bì nó có đề là cái độ PCB ở 40. Thì như vậy thì nếu mà mình sử dụng cái loại xi măng đó đó thì mình sẽ lúc mà trộn tay đó thì mình sẽ trộn lên được là tối đa là mát bao nhiêu ạ? À? Khi mà chúng ta sử dụng xi măng để mới trộn tay ở ngoài công trường đó, thì cái bao xi măng mà PCB 40 á, thì trên cái bao bì các bạn thấy rõ ràng là nó có thể đạt lên được tới cái mác bê tông là 300 đó. Nhưng mà tuy nhiên để được cái mác 300 đó thì hầu như là rất là khó, nếu theo thực tế rất khó. Thành ra cái PCB 40 đó nó chỉ đảm bảo chúng ta được là khi chúng ta trộn tay, cái mác bê tông nó lên được cho ra chúng ta tối đa là mác 250 thôi, chỉ để mà khi mà lên được tới cái mác 300 đó thì rất là nhiều khê đó. Ra chúng ta cũng đừng có tin tưởng quá là hôm nay tôi trộn theo cái nhà sản xuất nó ghi cái thành phần trộn như thế nào á để mà lên được cái bê tông mà mát mà 300, mà chúng ta tin tưởng theo thì chúng ta cũng rất là khó lên được cái mát như vậy. À vậy anh Vũ ơi, thì nếu ví dụ chúng ta mà muốn có mát cái bê tông chúng ta muốn có mát cao hơn nữa khi chúng ta trộn tay á thì vậy chúng ta phải xài loại xi măng nào anh Vũ?
khi chúng ta trộn tay thì chúng ta mặc gì chúng ta chỉ nên tin tưởng là chúng ta trộn được tối đa là mát 250 thôi. Còn chúng ta muốn cho cái bê tông của mình nó mát nó cao hơn nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ nhờ một cái đơn vị cung cấp bê tông tươi để mà chúng ta đặt hàng họ. Tại vì khi họ sản xuất cái bê tông mà để cho mát cao nó còn nhiều yếu tố đó. Thứ nhất là cái chất lượng xi măng mà nó nhập của nhà máy để mà làm bê tông tươi đó là khác cái xi măng ở ngoài chúng ta rồi, ở ngoài nó bán thị trường chúng ta rồi, cộng thêm những cái phụ gia riêng biệt của họ nữa, thì để lúc đó thì cái những cái bê tông mà họ cấp chúng ta có thể đạt lên mát 400, 500 thậm chí là 600. Còn chúng ta trộn tay thì chúng ta không thể nào đạt được cái mát bê tông cao như thế. Đó là các bạn lưu ý cho Vũ vấn đề đó để chúng ta chọn được cái cách mà chúng ta có được cái sản phẩm bê tông mà cái mát đúng thiết kế và theo ý muốn của mình. À, qua đây là những chia sẻ từ anh Vũ, thì bạn nào có thắc mắc thêm á thì vui lòng liên hệ với anh Vũ qua số điện thoại bên dưới. Xin chào quý vị và các bạn.